Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ hẳn trong chúng ta ai cũng đã một lần bối rối khi nhận được những câu hỏi khó từ trẻ con, và chắc hẳn mỗi người chúng ta thì sẽ có một cách ứng xử riêng, có người sẽ trả lời vòng vo hoặc có những người thì cũng sẽ loay hoay không biết trả lời trẻ em thế nào cho phù hợp. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Trước tiên thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một số những hình ảnh sau đây. Một lớp học ở trường mầm non Sắc Màu Hà Nội. Các bé có độ tuổi 2 đến 3 tuổi. Nhiều bậc phụ huynh của lớp cho rằng ở độ tuổi này, trẻ gần như mới đang tập nói, làm sao biết thắc mắc. Thế nhưng, trên thực tế, từ những bài học giản đơn, các bé đã bộc lộ tư duy tò mò, ham hiểu biết. Sự tò mò của các em không chỉ nảy sinh từ những câu chuyện trên lớp, mà đó còn từ những gì các em quan sát được trong cuộc sống xung quanh. Mỗi phụ huynh lại có những cách hành xử khác nhau trước thắc mắc của trẻ. Nếu mà thường có những câu hỏi mà khó quá thì ông bà đánh trống lảng. Ví dụ như là ông bà chưa thể trả lời được. Mình thì mình sẽ trả lời rất là thật luôn. Vâng, còn nếu mà có những cái mà những câu hỏi không thật thì mình luôn luôn mình cố gắng đánh lờ ra. Tuy nhiên, lảng tránh hay đánh lạc hướng sự chú ý của trẻ sẽ khiến trẻ thêm tò mò, và nếu nói thật thì không hẳn sự thật đó đã phù hợp với nhận thức. Với khả năng tiếp nhận của trẻ, không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, muốn trả lời đúng và hợp lý những câu hỏi của trẻ, cha mẹ cần phải có vốn kiến thức nhất định và phải tìm hiểu được kiến thức mà con cần đòi hỏi mức độ nào. Mọi tình huống trẻ đặt câu hỏi ra túi tuổi mầm non chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được và chúng ta trả lời một cách trung thực. Nếu thực sự chúng ta không biết, chúng ta hãy gợi mở cho trẻ, cả gia đình hoặc cả bố mẹ cùng tìm hiểu. Hoặc thông qua chúng ta chuyển sang những câu chuyện, các tình huống khác để giải thích cho trẻ và đặt cho trẻ những cái câu hỏi. Không có bậc phụ huynh nào muốn nói dối con, nhưng để truyền đạt được sự thật là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật của sự lắng nghe, chia sẻ và cả quá trình học hỏi không ngừng theo sự phát triển của con. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất nhiều những điều lý thú mà trẻ em muốn khám phá. Và để trả lời những vấn đề này thì trẻ thường đưa ra những câu hỏi rất khó làm cho các bậc phụ huynh thường bối rối. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi một clip tình huống sau đây. Mẹ ơi, tại sao bác Tuấn hàng xóm nhà mình lại bị hói hả mẹ? Bác Tuấn bị hói bởi vì là các cái chân tóc của bác ấy là nó không mọc dài ra nữa. Mẹ ơi, tại sao máu lại màu đỏ hả mẹ? Con hỏi câu hỏi khó thế mẹ, chưa nghĩ ra. Đây là một trong những tình huống mà chị Quỳnh thường gặp phải với cô con gái lớn Quỳnh Trang. Dù mới đang học lớp 2, nhưng nhiều khi bé có những câu hỏi khiến chị phải bối rối. Một lần thì cháu hỏi mình là mẹ ơi, con sinh ra từ đâu? Thì tất nhiên là những cái câu hỏi nó mang cái tính chất tế nhị thì mình cũng không muốn trả lời ngay. Thì mình cứ khất một lần thì bảo là con sinh ra từ lách. Nhưng vài hôm sau thì cháu lại có vẻ không tin, lại hỏi lại. Thì mình thì bảo sinh ra từ rốn. Nhưng mà theo mình hiểu thì có thể là các bạn trẻ con thì hay nói chuyện với nhau, đâm ra là nhiều khi là cháu về vẫn còn thắc mắc. Nên là cháu lại hỏi lại là thế mẹ ơi, con sinh ra từ đâu? Thì lần này thì mình bảo là con sinh ra từ bụng mẹ. Mẹ chuẩn bị sinh con ra thì mẹ nhờ đến bác sĩ. Thì bác sĩ người ta sẽ có cách để lấy được con ra. Thì từ lần đấy trở đi thì mình thấy là cháu nhà mình không hỏi nữa. Và có vẻ như là rất là tâm đắc hoặc là đã nghĩ rằng là cái câu trả lời của mình là đúng. Mẹ đọc cho con câu chuyện này nhé. Gà mẹ nở ra trứng, sau đó ấp trứng, những chú gà con được nở ra từ quả trứng. Mẹ ơi, thế thì con cũng được nở ra từ quả trứng ạ? Không, con người thì không đẻ ra quả trứng mà đẻ luôn ra em bé con ạ. Thế thì con được nở ra từ đâu? Mẹ đẻ luôn ra con. Làm sao mà mẹ lại đẻ ra được con? Cái này rồi sau này lớn lên mẹ sẽ nói cho con nghe. Không, con thích mẹ nói luôn cơ. Thôi, lớn lên rồi mẹ sẽ nói cho con nghe. Không, mẹ nói đi. Không nói nhiều nhá, hỏi nhiều quá, lằng nhằng. Nhưng mà con thích mẹ nói luôn. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng đã đưa ra cho quý vị và các bạn một số kinh nghiệm để có thể trả lời những câu hỏi khó ở trẻ. Hy vọng cũng đã giúp ích cho quý vị và các bạn trong việc nuôi dạy con em mình. Còn thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Phần hỏi và câu trả lời. Đáp án của câu hỏi kỳ trước là D. Vận động giúp phát triển chiều cao, giảm thiểu tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi và thừa cân béo phì. Quà tặng cho 5 khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ được gửi đến tận nơi bằng đường bưu điện. Câu hỏi kỳ này. Khi trẻ hỏi khó, ba mẹ nên làm gì? A.
ba mẹ nên trả lời trung thực. B. Ba mẹ nên gợi mở và đặt lại những câu hỏi cho trẻ. C. Cả hai câu trên đều đúng. Vui lòng gửi câu trả lời vào địa chỉ email mầm@o2tv.vn hoặc gửi tin nhắn theo cú pháp DA chọn câu trả lời đúng và gửi về số điện thoại 0915 079 017, hoặc gửi thư về địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư Đồng Tân, số 29 Đông Hưng Thuận 30, khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 5 khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất cho chương trình sẽ nhận được giải thưởng. Mỗi giải là một chai siro hoa Sirica S do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư Đồng Tân sản xuất. Trẻ em chậm lớn, còi xương suy dinh dưỡng, thường có thể trạng còi cọc. Thiếu DHA và EPA khiến thị lực của trẻ giảm sút. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kit giúp thúc đẩy nhanh chiều cao của trẻ. DHA và EPA hỗ trợ điều trị cận thị. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kit là sự lựa chọn cho bé yêu của bạn. Prevanutin Kit cho đôi mắt sáng, cho dáng thêm cao. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.